Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách chúng ta về một cái áo cổ tiên mà mình có gắn bèo ở trên cái phần ngực ha. Đây là cái phần thân áo nè, mình sẽ xếp đôi nó lại để các bạn canh lại cái phần cổ tiên cho nó được đều với nhau. Thân áo này, thân áo được cắt sẵn, mình mua cái phần thân họ và cắt dư đó. Rồi các bạn xếp lại như thế này ha. Rồi từ cái phần cái này là đường ngang cổ nè, mình sẽ có một đường giữa, thì từ đây các bạn sẽ xuống cho mình 11 xăng và chúng ta sẽ đi một cái cây thước ha, như thế này để mình có được cái phần cổ tim. Các bạn dùng thước các bạn cắt cái phần cổ tim này. Rồi sau khi mà các bạn cắt được phần cổ tim rồi thì từ cái phần ngực các bạn sẽ xuống thêm cho mình là 9 xăng và từ cái phần vai mình chia làm đôi ha, chia làm đôi cái phần vai, sau đó là mình đi một cái đường cong. Mình cứ đi cái đường cong này, mình cắt cái phần này ra thì nếu mình sẽ kẹp bèo vô trong này. Các bạn sẽ có được hai miếng như thế này nhé. Và tiếp theo, sau khi mà chúng ta cắt được xong cái phần thân áo thì các bạn sẽ dùng một cái miếng vải khác để chúng ta thực hiện cho cái phần bèo. Đầu tiên á, bạn sẽ vẽ một cái vòng tròn ở giữa. Ở giữa ha. Rồi. Sau này chúng ta sẽ lấy ra cái khoảng cách của nó là 5 phân. Các bạn sẽ cắt đều 5 phân ha. Rồi, khi mà các bạn cắt hết cái khung vòng tròn của cái miếng vải này rồi thì các bạn sẽ dùng kéo các bạn cắt ra. Nào các bạn, nó đi cái này là đường bèo, gọi là bèo xoắn ốc. Và chúng ta sẽ cắt đi cái miếng ở giữa này. Bỏ nó đi. Khi mà các bạn cắt xong
xoắn ốc đó thì chúng ta sẽ có được một cái phần bèo xoắn ốc mà các bạn sẽ thấy là nó có độ rũ như thế này ha. Phần bèo xoắn ốc này nó có độ rũ như thế này thì các bạn sẽ dùng cái bèo này gắn vào trên thân thì người chúng ta qua may. Đầu tiên nhất thì các bạn sẽ sử dụng cái bèo này ha để chúng ta may rút rúng. Bạn có thể dùng chân vịt rút rúng hoặc là các bạn dùng cây kim này để chúng ta đưa vào đây và chúng ta sẽ rút rúng cho cái phần dây bèo. Các bạn sẽ may cách mép là 5 ly và để cho chúng ta canh được cái đường may cho nó dễ thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái đồ chặn này nha. Nếu mà chúng ta chặn cái này thì các bạn sẽ đặt cái kia kim nó ở bên góc bên này, cái nào cũng được. Các bạn sẽ thấy bèo chúng ta may nó rất giống lại như thế. Nó để bên đây thì nó sẽ bị cạ với lại cái phần vải nên nó hơi mình phải nương nó một chút. Rồi chúng ta chạy hết được cái phần dây bèo này rồi thì các bạn gỡ cái kim ra ha. Mình chỉnh lại cho cái phần này. Và các bạn sẽ gắn cái phần bèo nó vô trong cái thân. Đây là phần thân áo nè. Ở đây thì mình sẽ có được cái phần cổ mình sẽ nối vô như thế này ha. Và chúng ta dùng cái bèo cho cái đường ở giữa. Thì các bạn sẽ tưởng tượng là cái dây bèo này mình sẽ gắn vào trong thân và nó sẽ đi tròn lên cho cái phần thân áo này ha. Và bây giờ mình sẽ đặt, các bạn sẽ đặt một lớp bèo và một lớp thân lên trên ba lớp như thế này. Chúng ta may một lần và đường may ở đây là đường may một phân. Bèo này thì khi may thì các bạn sẽ đẩy cho nó thêm vô tại vì mình muốn rút vúng bèo này cho nó nhiều.
vì cái này á, nó có cái in hình á, cho nên là nó hơi rít. Nếu các bạn nào có chân vịt nhựa, với lại nó có cái cườm này nữa nè. Bạn nào mà có chân vịt nhựa thì chúng ta may nó dễ hơn, nó mượt hơn. Đây là sau khi mình may xong thì mình sẽ ra được cái phần cổ như thế này nha. Kế tiếp là các bạn sẽ dùng cho mình cái phần dây viền nè, để chúng ta viền cho cái phần cổ này. Khi viền mà bằng vải thun thì các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ kéo hơi nhẹ cái sợi dây viền, và cái phần thân thì các bạn sẽ đẩy thẳng vô ha. Ở đây là cái phần cổ tim nè, mình bấm cái góc giữa tim ha để dây viền nó đi qua luôn, rồi lát nữa mình sẽ may chốt khóa ở cái phần đuôi tim đó.
khi mình xong thì nó sẽ như thế này. Đây là mặt trái ha. Và các bạn sẽ gấp cái phần viền này vô ha. Rồi bẻ nó xuống. Bẻ nó xuống như thế này. Chúng ta sẽ bẻ cái phần dây viền. Thì các bạn có thể là bẻ nhỏ hơn, 7 ly. Đây là các bạn mới vừa viền xong nè à. Còn cái chỗ V này á, thì mình sẽ so lại cái phần vai, lấy lại cái góc giữa V, và các bạn sẽ đi mí cho mình cái phần này. Rồi, đây là cái phần cổ tim mà mình mới vừa thực hiện xong nha các bạn ha. Tim và bèn.